Suy niệm lệ chúa thăng thiên bài của linh mục du xe nguyễn văn nghĩa Ban mê thuật sống màu nhiệm chúa lên trời mùa phục sinh theo niên lịch phục vụ sắp kết thúc mùa phục sinh theo niên lịch phục vụ sắp kết thúc hội thánh dẫn đoàn con đến với màu nhiệm chúa thăng thiên dĩ nhiên là khi tô hữu trưởng thành hẳn chúng ta không còn ngây ngô nhìn lên khoảng không gian trên trời để tìm xem nơi Chúa đã về. Chúa về trời nghĩa là Chúa lấy lại vinh quang của một Thiên Chúa có từ đời đời với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Điều này được Thánh Kinh trình bày khi nói Chúa Kitô về trời, ngợi bên hữu Chúa Cha. Và chúng ta có thể nói rằng, mồ nhiệm Chúa về trời như là một trong những điểm tới của nhiệm cục cứu độ. Mầu nhiệm Chúa về trời khẳng định thần tính của đấng vào đời. Không ai có thể lên trời nếu người đó không từ trời mà xuống. Do An chương 3 câu 13 Đấng từ trên cao xuống là đấng vượt trên mọi muôn vật muôn loài. Khi tuyên xưng Đức Kitô về trời, chúng ta không chỉ tuyên xưng một biến cố, mà là tin nhận một quá trình. Đó là đức giê kitô vốn dĩ là thiên chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với thiên chúa nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân sống như người trần thế người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết chết trên kê thập tự chính vì thế thiên chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trở vượt trên muôn ngàn danh hiệu như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Mầu nhiệm Chúa về trời là nền tảng cho niềm hy vọng của con người. Chúa Kitô bỏ vinh quang danh dự của mình khi vào đời để rồi sau đó lấy lại thì có liên quan gì đến loài người chúng ta? cũng như mọi loài thụ tạo. Xin thưa rằng, khi về trời, người bên hữu Chúa Cha trong vinh quang bất diệt, thì trong Chúa Kitô đã có tất cả những gì là thuộc nhân tính, thuộc thế trần. Bởi vì những gì thuộc thế trần, thuộc nhân tính đã được Đức Kitô tiếp nhận khi vào trần gian. Chính vì thế, từ đây mọi sự, mọi loài, đặc biệt là người chúng ta có thể đi vào cõi vinh quang vĩnh hằng, chính là nhờ với và trong đức Kitô Cái hữu hạn từ đây có thể trở nên thường tồn, sự chống qua từ đây có thể trở nên bất diệt, và điều này đáp ứng nỗi khát mong muôn thuở của con người đó là được sống mãi. Niềm hy vọng của con người về sự trường sinh đã được mở ra với mầu nhiệm chúa Kitô lên trời. Đức giáo hoàng Leo cả khẳng định rằng khi mừng màu nhiệm Chúa lên trời là chúng ta đang tưởng niệm và long trọng cử hành ngày bản tính yếu an của chúng ta nơi Đức Kitô được đưa lên cao hơn các đạo binh trên trời, hơn tất cả các phẩm thiên thần, hơn tất cả các quyền thần để cùng hiển trị với Chúa Cha. Bài đọc 2 giờ kinh sách thứ năm tuần thứ sáu một phục sinh. Mầu nhiệm Chúa về trời mời gọi đúng hơn là thúc bách ta rao truyền tin vui. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây, thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mất theo chương 28, câu 17-20. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ đồng báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Mắc cô chương 16, câu 15 Tin nhận Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, đồng thời tin nhận người đã đưa ra các thực tại trần thế và vinh quang Thiên Chúa với màu nhiệm thăng thiên thì không chỉ cũng có niềm hy vọng của chúng ta mà còn thúc bách ta rao giảng tin mừng. Nội hàm chủ yếu của tin mừng chính là Chúa Giêsu Kitô Đáng cứu độ nhân trần mãi đồng hành với nhân loại mọi nơi mọi thời thiên chúa đã cấm lèo giữa trần gian là ở mãi với nhân loại người mãi đồng hành với chúng ta đặc biệt bằng thánh thần người ban tặng bằng lời của người đã trao ban bằng các bí tích bằng hậu thánh người đã thiết lập Mồ nhiệm Chúa về trời đòi hỏi chúng ta làm cho cuộc đời hữu hạn này trở nên thường tồn. Hỡi những người Galilee sao còn đứng nhìn trời, Công vụ Tông Đồ chương 1 câu 11 Ái mộ những sự trên trời không có nghĩa là ái mộ những sự gì đó trên cao xanh mà là ái mộ những sự vĩnh hằng, những sự không thể bị kẻ trộm lấy mất hay mối một làm hư hại. Mắc theo chương 6 của 20 Lòng ái mộ này thúc bích ta không ngừng tìm cách vĩnh cửu hóa các tật tại chống qua. Mọi sự dù là bình thường hay tầm thường, đều có thể trở thành phi thường trong tình yêu của Đấng cứu độ dành cho nhân trần. Tình yêu ấy có thể hiện rõ qua lời Chúa, qua các bí tích, qua hội thánh, nhưng tình yêu ấy cũng có thể bàn bạc khắp mọi nơi bằng quyền năng của Thánh Thần, đấng luôn luôn tự do như gió muốn thổi đâu thì thổi. Gioan chương 3 câu 8. Cùng với Thánh Thần Hội thánh không ngừng làm cho nước trời dậy đến mọi lúc, mọi nơi, trong mọi thực tại của kiếp người. Kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, giải trí, truyền thông. Chính nhờ với và trong tình yêu của Đức Kitô thì các thực tại trần gian trở thành vĩnh cửu. Đây là tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, một tình yêu hướng tha nhân và Chúa Kitô đã thụ thể hóa tình yêu ấy bằng sự hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại. Gioan chương 15 câu 13. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 7 đến 21. Ai ở trong Thiên Chúa là ở trong nước trời. Tuy nhiên, tình yêu ở đây phải là tình yêu một cách nào đó như Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Gioan chương 13 câu 34 đến 35. Chị Thánh Teresa hài đồng giê -xu đã thực thi điều này. Dù ở trong đan viện, kiến cổng cao tường, chị đã làm cho những việc bé nhỏ, bình thường và cả tầm thường như quét nhà, giặt giũ trở nên phi thường bất diệt bằng chính con tim tràn đầy tình mến của chị. Nước trời không ở đâu xa, nước trời đang ở giữa chúng ta. Chính vì thế, ta có thể nói rằng, đừng tìm kiếm hạnh phúc nước trời ở một cõi nào đó trên cao. Nhiều khi khiến chúng ta đâm ra ảo tưởng, xa rời thực tế, bỏ bê bổn phận. Nhưng hãy làm cho hạnh phúc thành hiện thực. Ngay ở đây, lúc này, tức là làm cho nước cha trị đến vậy. Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa, Ban Mê Thuộc